Một cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho biết trong một báo cáo rằng Việt Nam đã tăng cường công việc nạo vét và bồi đắp tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, tạo ra thêm 330 mẫu đất kể từ tháng 12 năm ngoái. Trong báo cáo tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Washington cho biết việc mở rộng lớn hơn nhiều so với 120 mẫu Anh đã tạo ra từ năm 2012 đến năm 2022, khiến Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về việc xây dựng đảo ở quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, bao gồm cả các khu vực mà Việt Nam đang xây dựng đảo. Biển là một trong những tuyến đường thủy có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới, nơi có hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ giá trị thương mại đi qua mỗi năm. Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đã đưa ra các yêu sách cạnh tranh đối với một phần hoặc toàn bộ quần đảo Trường Sa. Việc mở rộng gần đây của Việt Nam là đáng chú ý nhất tại rạn san hô Bắc Canada, được gọi là bãi thuyền trải ở Việt Nam, nơi mà báo cáo do sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của CSIS đưa ra cho biết 210 mẫu đất đã được tạo ra trong năm qua. Báo cáo cho biết Việt Nam đã bắt đầu sử dụng máy nạo vét, hút cắt để đẩy nhanh nỗ lực nạo vét. Vào tháng trước, Việt Nam đã bắt đầu nạo vét tại hai thực thể bổ sung, bao gồm đá nam và đá trung tâm. Họ cho biết những nỗ lực của Việt Nam vẫn tập trung vào việc nạo vét và bồi đắp, trong khi việc xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn chưa bắt đầu. Viện nghiên cứu cho biết Trung Quốc đã tạo ra hơn 3.200 mẫu đất ở khu vực này từ năm 2013 đến năm 2016. Vào tháng 8, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đã bác bỏ bản đồ do Trung Quốc công bố, thể hiện các yêu sách chủ quyền của nước này, bao gồm cả Biển Đông. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.